Hơn 5 tỷ người sử dụng mạng xã hội trên thế giới. 48,3% người sử dụng từ 3 tới 5 tiếng mỗi ngày cho mạng xã hội. Dành phần lớn quỹ thời gian cho không gian mạng và thiết bị công nghệ. Nghiện mạng xã hội đang trở thành một thực trạng được cảnh báo để lại nhiều hệ lụy lâu dài. Thời đại số hóa, mạng xã hội cho thấy sự chuyển động rất khác của giới trẻ. Không thể phủ nhận, đây là những nền tảng tiện ích với lượng thông tin khổng lồ, đáp ứng được các nhu cầu hết sức đa dạng, kết nối, giao tiếp, tìm kiếm thông tin, học tập, giải trí, hay là môi trường kinh doanh giàu tiềm năng. Vấn đề là bên cạnh những lợi ích là những nguy cơ tác hại đến sức khỏe, lối sống, đặc biệt là bộ phận thanh niên. Những tác động tiêu cực của mạng xã hội đang hiện hữu ngay chính trong đời sống và môi trường học tập, làm việc. Thống kê đến đầu năm 2024, Việt Nam có trên 78 triệu người sử dụng Internet với 72 triệu người dùng mạng xã hội, phổ biến với độ tuổi từ 15 tới 34, đứng top 20 trên thế giới. Ngoài những giờ đến trường, cậu thanh niên này không thể rời chiếc điện thoại. Hết Facebook, TikTok, rồi lại đắm chìm trong những trận game đấu. Dù gia đình khuyên rằng giảm bớt thời gian và bắt đầu tiếp xúc với môi trường bên ngoài, dẫu vậy, sau vài nỗ lực, thói quen của bạn trẻ này vẫn khó thay đổi. Em thấy chơi game hay dùng mạng xã hội mình được giải trí. Nếu như một ngày em không chơi game được và lướt web, lướt mạng xã hội, lướt các trang mạng online, nếu như em không lướt thì em sẽ cảm thấy khó chịu và bứt rứt trong người. Em cứ nghĩ mãi về nó suốt trong khoảng thời gian em không sử dụng điện thoại. Những không gian để gặp gỡ, giao lưu, những chiếc điện thoại xuất hiện dày đặc, ít trò chuyện cùng nhau. Thay vào đó là mỗi người tự có không gian của riêng mình bên chiếc điện thoại. Không phải đọc sách, chẳng phải trò chuyện, thứ được hiện hữu và đầu tư là thao tác lướt với đầy rẫy những thông tin trên các trang mạng xã hội. Tần suất mình sử dụng mạng xã hội là tầm 5 đến 7 tiếng. Thì khi mình cập nhật những cái thông tin đó thì mình được kết nối với thế giới bên ngoài. Như vậy thì mình sẽ cập nhật xu hướng, mình sẽ biết được rằng là idol của mình đang làm gì. Rồi mình có thể kết nối với bạn bè, mình biết được là bạn bè mình đang ở đâu. Nếu mà một ngày mà mình không sử dụng mạng xã hội thì mình cảm thấy mình bị thế giới bỏ rơi vậy đó. Rồi mình cảm thấy mình là bị tối cổ. Với mình thì tinh thần vui hơn, thoải mái khi mình lên mạng xã hội để xem những clip hay, clip chế, trend, nghe nhạc giải trí sau một ngày làm việc, học tập khá là bận rộn. So với tới những phòng tập gym hoặc ra công viên để tập luyện thể dục thể thao, với mình thì chỉ cần một chiếc điện thoại là cũng là đủ rồi. Thời gian nghỉ ngơi tại những gia đình, nơi được cho là có nhiều sự tương tác giữa mỗi thành viên, những cuộc chuyện trò, chia sẻ cảm xúc cùng nhau, giờ đây bị thay thế bằng những chiếc điện thoại. Hay những điểm công cộng, không gian được bố trí nhiều dụng cụ tập luyện thể thao. Đáng nói, đối tượng phục vụ hầu hết là người trung niên cao tuổi. Gần như chẳng có bất kỳ thanh niên nào có mặt tại đây. Những thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học và đi làm thì mình sử dụng mạng xã hội để mình giải trí, mình chơi game. Thì so với việc là mình chạy bộ và chơi thể thao thì mình lại thích cái việc mình lướt mạng xã hội và lướt điện thoại nhiều hơn. Lướt mạng xã hội khi cà phê, lướt mạng xã hội trong gia đình và cả trong những buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè. Sử dụng mạng xã hội trở thành một thói quen phụ thuộc, khiến người dùng cảm thấy khó lòng ngừng lại, dù nhận thức được tác hại tiêu cực của nó. Khi mà người ta sử dụng mạng xã hội một khoảng thời gian, người ta ở trên đó đó, khi người ta quay về với cuộc sống hiện tại, người ta so sánh với những gì mà người ta có ở trên cái mạng xã hội, người ta lại thấy nó không giống, hơi khập khiễng một chút. Nhiều khi trên mạng xã hội, cái trang mạng của mình vui quá, mình được nhiều like, nhiều share vân vân. Vì thực tế nó không giống như vậy. thì sau đó người ta lại có xu hướng người ta tìm lại với cái mạng xã hội đó để người ta được thấy vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Ngoài ra thì nhiều khi công việc áp lực quá, mình cũng có thể là lướt mạng xã hội một tí để mà cũng thể tương tác, để xem gì đó giúp cho mình trở nên thoải mái hơn, thì đó cũng là một trong những mục đích. Thế thì đó, mà sử dụng như thế thì nó lại nhiều quá, thì gần đây người ta lại nói sử dụng nhiều quá thì nó là hành vi gì, nó có nghiện hay không? Thì thật ra nó được xem là một thói quen. Đã có hàng loạt hệ lụy được giới chuyên môn chỉ ra cho thói quen phụ thuộc mạng xã hội. Dễ thấy nhất là việc sao nhãng công việc, học hành, tinh thần uể oải, sa sút, và từ chỗ bị lôi cuốn, thu hút sẽ dẫn đến lệ thuộc, rồi nghiện. Trong khi giới trẻ thì lại có quá ít các kỹ năng, kinh nghiệm để ứng phó với mạng xã hội. Nếu chúng ta sử dụng nhiều quá thì cũng giống như một món ăn ngon vậy đó, mà khi mình sử dụng đó, nó sẽ làm cho mình bội thực vân vân, thì nó sẽ có ít nhiều cái sự tương quan với những cái mặt về sức khỏe tâm thần cũng như những mặt khác. Ví dụ mình ngồi trên máy vi tính nhiều quá thì nhiều khi nó ảnh hưởng tới mắt, thị lực đó, ngồi lâu quá thì cột sống nó cũng có thể thay đổi. Còn nói xét riêng về cái mành tâm thần học mình thôi, thì nó được đánh giá khoảng năm 2015, 2014, 2015 thì nó có những cái nghiên cứu nó cho rằng là có sự tương quan giữa quá trình mà sử dụng quá mức cái mạng xã hội với những cái rối loạn về mặt tâm thần, chẳng hạn như là lo âu, chẳng hạn như là trầm cảm, chẳng hạn như là tăng động giảm chú ý mà người ta hay gọi tới cái tên là ADHD vân vân. Ngoài ra thì nó còn được đánh giá thêm một cái vấn đề nữa là nó nghiện nó giống như là nó lệ thuộc, giống như là tâm lý vậy đó. Nhưng mà nó thực sự cái tiêu chuẩn nghiện thì nó chưa được đặt ra thôi, nhưng mà người ta thấy cái cơ chế nó giống như là lệ thuộc về mặt tâm lý. Một góc nhìn khác, việc tách khỏi mạng xã hội là điều không thể và cũng không đúng, nhất là khi chúng ta đang sống trong xã hội số. Rất nhiều giá trị nhân văn hướng đến cộng đồng được lan tỏa. Những cách làm hay, mô hình sáng tạo cũng được chia sẻ nhờ sự hỗ trợ của mạng xã hội. Tuy nhiên, điều mà chúng ta cần lưu ý ở đây chính là mặt trái của nó. Hội chứng FOMO, cảm giác bị bỏ lỡ gì đó. Rối loạn thần kinh, ảo giác. Nặng nề hơn là dọa chết, đập phá. Cũng theo các chuyên gia tâm lý, để thanh niên sống khỏe, sống tốt, nâng cao chất lượng sống, cần có sự phối hợp từ 3 môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình với vai trò định hình phẩm chất con người, nhà trường giúp tạo dựng các giá trị văn hóa, xã hội nơi vun đắp tinh thần nhân ái, sống nghĩa tình. Và cần cả sự tự trang bị, tự nhận thức và hành động của mỗi người. Việc mà sử dụng là quá mức hay là hợp lý nó rất là khó xác định, cái ranh giới nó gần như không rõ ràng. Đó, thế thì bây giờ chúng ta phải đối chiếu rất là nhiều vấn đề. Ví dụ chúng ta sử dụng cái mạng đó để chúng ta học online, thì sau khi chúng ta học online xong thì chúng ta nghỉ, như vậy gọi là hợp lý. Còn ví dụ như sau khi chúng ta học online xong rồi ta cố tình ta ở lại đó để mà chúng ta nói ba mẹ là con chưa học xong gì đó, ở lại để mà chơi game hay là sử dụng lướt gì đó, làm những cái chuyện khác, thì nó được gọi là không hợp lý. Thì nhiều ngày, nhiều giờ như thế nó sẽ đưa tới những cái vấn đề. Đối với sức khỏe thể chất được lồng ghép vào phong trào tập luyện thể dục thể thao, hệ thống thiết chế các câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, bóng chuyền hơi, hay những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng. Đối với sức khỏe tinh thần được thực hiện trong một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, đơn ca tài tử hay các câu lạc bộ đọc sách. Rõ ràng dễ nhận thấy khi thanh niên có sân chơi thoải mái, có các hoạt động hấp dẫn gắn với thể chất tinh thần, việc rời xa thiết bị điện tử thông minh, rời xa mạng xã hội là điều tất yếu. Với vai trò định hướng cho thanh niên, phát huy sức trẻ và trí tuệ của tuổi trẻ, mang lại cho cộng đồng những công trình, phần việc ý nghĩa. Các hoạt động đoàn thanh niên thời gian qua luôn hướng và mang đến nhiều giá trị. Bên cạnh mục tiêu giúp các bạn trẻ tăng cường kết nối, giao lưu và tiếp xúc với môi trường bên ngoài, mà còn là sức khỏe tinh thần được mang lại sau mỗi hoạt động. Vậy làm thế nào để nâng cao sức khỏe thanh niên? Tại hội thảo chuyên đề về thanh niên sống khỏe Rất nhiều chuyên gia tâm lý và những người làm công tác chuyên môn đều đồng tình cho rằng để thanh niên sống khỏe, lành mạnh thì cốt lõi phải làm sao giúp các bạn tăng cường tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thúc đẩy vận động thể dục thể thao, trong đó các hoạt động vận động có tính chất quyết định. Giải pháp này có nhiều cách thực hiện như các thiết chế thể thao cộng đồng và phải đảm bảo gắn với nhu cầu và theo địa bàn. Khi có sân chơi thu hút, thanh niên sẽ hạn chế sử dụng mạng xã hội và dành thời gian cho những điểm đến này. Hay để thanh niên sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh thì cần định hướng tới thông tin, giá trị bổ ích. Và nếu tích cực hơn là chủ động giảm bớt sự kích thích từ mạng xã hội bằng cách loại bỏ và giảm dần các ứng dụng mạng xã hội khỏi điện thoại. Thực tế, thay đổi một thói quen chắc chắn là điều không dễ dàng, nhất là khi nó đã cắm rễ vào mỗi cá nhân. Dẫu vậy, khi thực trạng nghiện mạng xã hội được đặt ra và dần được nhìn nhận là tín hiệu đáng mừng. Vì vậy, tâm thế và một ý chí kiên định là quan trọng để thực hiện các biện pháp này. Bởi khi tắt điện thoại đi thì thế giới bên ngoài vẫn còn nhiều điều để khám phá.